Để những sinh số bạn á, đây sóng số, đây đi. Thầy tin trong hội trường này hết 95%, nhiều người sẽ khóc khi thầy giảng bài giảng chuẩn bị giảng tới đây. Người đàn ông ấy là dân biển, các con biết miền biển là họ đi thuyền các con. Ông rất nổi tiếng bởi vì đoàn thuyền ông ra khơi quay trở về cá đầy ấp. Cho tới một hôm ông bị một cơn bão lạ, hàng trăm con thuyền bị đánh tan tác chìm ở đại dương á. Và ổng vĩnh viễn nằm ở đại dương ấy luôn các con. Bà mẹ khóc thương ông chồng. Đứa con trai nhỏ như vậy nè, giống mấy ông chồng, kể cả tính cách, kể cả suy nghĩ, bà sợ lắm. Bà mới hướng con bà ráng học, bà vay mượn cho nó học. Lớn lên thằng bé được học tốt, đi buôn bán. Nghe kể về bố nó, người đi biển như vậy á, nó tự hào. Nó về nó nói với mẹ, mẹ ơi, con muốn được đi biển như bố. Bà lạy nó, không, con không được đi biển nguy hiểm lắm. Mẹ muốn con phải đi buôn bán cơ. Mẹ không sao đâu, con muốn được như bố. Bà không cho nó đi. Vậy mà nó vẫn đi các con. Ngày nó bước ra khỏi nhà, bà cứ ôm cứng nó. Con là con trai duy nhất trong dòng họ này, con có mệnh hệ gì á, mẹ ăn nói như thế nào với liệt tổ liệt tông, không được đi. Nó nói mẹ yên tâm không sao cả. Nó gỡ bà ra đi biển. Và nó bắt đầu nổi tiếng như bố nó vậy đó các con. Và lịch sử được lặp lại. Một lần ra khơi bị một cơn bão lạ y như bố nó, đoàn thuyền bị đánh tan tác. Nhưng mà may mắn hơn bố, nó ôm được cái canh nước đó các con, trôi dạt vào một hòn đảo. Nó thở phào nhẹ nhõm trong khi bạn nó nằm tại đại dương. Trên đường băng rừng trở về đó, nó thấy một người đàn ông quỳ giữa trời đội một nồi lửa như vậy. Ông kia, trời nắng chang chang vậy, ông đội nồi lửa gì kỳ vậy? Sao ông kỳ vậy? Ông này thở dài, ngươi không biết đâu, câu chuyện của ta dài lắm. Ta đội nồi lửa này là có lý do. Đơn giản ta là kẻ bất hiếu, ngươi hiểu không? Tự nhiên nó rùng mình, nó nhớ tới mẹ của nó. Ta phải đội nồi lửa này cho đến khi nào có kẻ bất hiếu tiếp theo tới đây thì ta mới được giải thoát. Tự dưng nó cảm thấy nó có lỗi với mẹ nó. Ngọn lửa từ người đàn ông này nè bay qua đầu của nó. Ông này đứng dậy cười ha, thì ra ngươi cũng là kẻ bất hiếu. Quỳ đây đi, cho đến khi nào có kẻ bất hiếu tiếp theo tới đây, ngươi sẽ được giải thoát. Các con biết, nó quỳ xuống nói trong nước mắt, xin trời, xin đất cho tôi đội nồi lửa này đời đời kiếp kiếp, để trên thế gian này không còn kẻ bất hiếu nữa. Khi mà nó nguyện xong rồi đó, nồi lửa tan biến trong hư không và người của nó cũng tan biến trong hư không. Hiếu thảo cũng là một cái điểm tựa, là một niềm tin để mọi người sẽ thành công. Con đi chơi và con vào đây, thầy tin chắc rằng á, lần đi chơi ấy của con sẽ làm cho ba mẹ con đau khổ vô cùng. Có lẽ họ sẽ khóc nhiều nước mắt vì con, nhất là mẹ của con. Và khi con ngồi đây nè, con đang nghe đây, nhưng đâu đó ở một vùng quê hay một miền nào đó mà mẹ con đó gần tới Tết sẽ thắp trên bàn thờ gia tiên, cầu mong cho con gái của tôi nó được bình an. Ở trong ấy không ai ăn hiếp nó. Ở trong ấy nó bắt đầu suy nghĩ một chút về ba, về mẹ của nó. Chỉ cần một chút hiếu thảo, nó sẽ thoát khỏi oan nghiệt trên cuộc đời này. Những đứa trẻ mà gia đình giàu có dễ hư lắm. Và thầy nói nha, nếu ba mẹ nó cưng chiều nó quá, nó rất dễ hư. Thầy hỏi câu này, xin mọi người dũng cảm đưa tay. Bao nhiêu người ở đây trước đây là gia đình khá giả một chút, và mọi người đã bị cuốn theo những cái trào lưu của xã hội làm cho mọi người hư đâu? Xin đưa tay. Cảm ơn con gái, cảm ơn con trai. Thầy thấy con rất xúc động. Thầy mời con lên đây. Không sao cả, thầy mời con gái của thầy.
Thầy thấy mọi người bắt đầu cảm thấy rất là tôn trọng và lắng nghe bài giảng của thầy đó. Mời con gái lên đây với thầy. Đây là điều mà thầy rất hãnh diện. Và đây cũng là điều mà thầy sẽ quay lại trường này nhiều lần nữa để thầy sẽ giảng cho mọi người. Con gái lên đây con gái. Tại sao con xúc động? Con thấy con có được gần bên cha mẹ. Thời xưa con thường hay quậy phá. Nhà con trước đây khá giả phải không ạ? Dạ. Con nghịch phá như thế nào con nói thật được không ạ? Dạ con lấy đồ gia đình như lại thấy nhiều đồ của cô chú đồ. Giờ cảm thấy hối hận. À giờ con cảm thấy hối hận phải không ạ? Con gái, gia đình con quê ở đâu? Dạ nhà con Phan Thiết. Tại sao con xúc động? Dạ con cũng biết nữa, tại vì con cũng quậy gia đình á. Con năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 17. À. Con cảm thấy mới đoạn đầu của thầy thôi, con thấy mình có lỗi không? Dạ có. À có. Thầy cảm ơn con gái. Cảm ơn con gái, cảm ơn con trai. Thầy muốn những người chân thật như vậy mà người biết không hả? Sinh ra trên cuộc đời này hai bàn tay nắm trở lại như vậy nè. Tại sao? Bởi vì mọi người gặp nhiều khó khăn lắm. Người nghèo thì phải làm lụng vất vả không đủ ăn. Người giàu có thì nhiều tiền quá làm cho mình dễ hư. Nhưng khi chết rồi hai bàn tay sẽ từ từ mở ra. Và cuộc sống này sẽ lấy những gì mình cho là giá trị nhất. Sinh ra trên cuộc đời này hai bàn tay sẽ nắm trở lại. Mọi người sẽ khóc chống đối lại cuộc đời này. Nhưng khi chết rồi hai bàn tay sẽ từ từ mở ra. Và cuộc sống này sẽ lấy những gì mình cho là giá trị nhất. Mẹ con bao nhiêu tuổi? À mẹ con chết rồi hả? Vì sao mẹ con chết? Mẹ con bị tai nạn. À con năm nay bao nhiêu tuổi? À 13 tuổi hả? Vì sao con vào đây? Con nhớ mẹ. Có những đứa bé vô gia cư đó các con. Nó thương yêu mẹ nó ghê gớm lắm. Các con biết khu chung cư ấy giàu có, nhà nó nghèo khó cho nên nó ở một cái mé nhỏ thôi. Cái phòng ấy gọi là phòng kho của khu chung cư. Cái nhà bên dưới chịu không nổi, nghe rầm rầm hoài đó, bán cho bà ấy 60 tuổi và 40 tuổi mua. Đêm thứ nhất hai mẹ con mới ngủ 12 giờ, nghe rầm 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 rầm, hai mẹ con giật mình dậy chạy ra, tưởng đâu là động đất các con, mà không phải. Thì ra cái chuồng cu ở trên đó đó làm nằm rầm ngủ không được, tức quá. Người mẹ nói thôi con, mình ở xa tới, con đừng có làm gì dữ, ngày mai con đi hỏi ông hàng xóm đi. Cô này ngày hôm sau gặp ông hàng xóm hỏi, ông này thở dài nói tội nghiệp lắm, cô biết khu cô là khá giả, cái nhà nó ở như cái chuồng cu thôi là bởi vì phường cho nó ở đó. Ba thằng bé hình như bị tai nạn thì phải, mẹ nó bị tai biến nằm tại chỗ. Cô hãy tha thứ cho thằng bé đi nghe cô. Cô này về kể với người mẹ. Người mẹ nói thôi con, đừng có giận dữ. Vậy mà đêm tiếp theo mới 12 giờ nghe rầm 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 các con. Hai mẹ con vừa mở cửa bước ra, người con định chạy lên la cái thằng bé đó. Bà mẹ giữ tay lại, thôi con, nhịn một đêm nữa đi không sao đâu. Đêm thứ ba các con, đây là vài người hay bị nè, lặp đi lặp lại. Hai mẹ con ngủ ngon ơi là ngon, nghe rầm 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 vậy. Cô này mở cửa ra, người mẹ chụp không kịp, cô chạy lên. Thằng bé nhỏ như các con ngồi đây, cô người lại sợ hãi. Này, hàng xóm láng giềng, không được làm nằm nằm như vậy, ngủ không được rõ chưa? Dạ, con xin lỗi cô. Con xin lỗi cô, không cần xin lỗi gì đó. Một lần nữa, cô không để yên con đâu nha. Dạ, con xin lỗi cô. Con xin lỗi cô. Nó cứ xin lỗi liên tục vậy. Nó bước vào nhà, sợ hãi, đóng cửa lại các con. Nhà nó chỉ là một cái chuồng cu ở trên cái chung cư ấy thôi. Các con biết, đêm thứ tư mới ngủ ngon, nghe rầm một tiếng nữa các con, tức quá mở cửa ra, người mẹ giữ tay lại, thôi con người mà, thằng bé này cần có thời gian để thay đổi. Các con nghĩ đúng không ạ? Có đúng không ạ? Con người cần có thời gian để thay đổi phải không ạ? Đâu đó bài của thầy nhiều người sẽ ngắm nhưng vài người chưa ngắm đâu. Nhưng mà con người cũng sẽ cần có thời gian để thay đổi. Người mẹ nói vậy, cô này thương mẹ lắm, im lặng ngủ. Sáng hôm sau cô đi công tác các con. Một tháng sau quay về, buổi sáng chạy tập thể dục này nè. Đêm hôm qua ngủ ngon lắm. Trời ơi, mẹ cái gì cũng biết hết trơn á. Người mẹ hỏi là sao mẹ không hiểu. Thì đúng là thằng bé ấy cần có thời gian mới thay đổi đó mẹ. Bà lão chững trở lại, bà nhìn người con gái của mình. Không phải đâu con, không phải cái gì mẹ cũng biết đâu. Tội nghiệp cái nhà ấy lắm. Con đi lên đi rồi, rồi con sẽ hiểu. Cô sẽ hiểu. Cô
này không có cảm giác gì trơn, không có cảm xúc gì. Cô lững thững đi lên cầu thang, mới bước tới trước nhà nó, người cô giật mình lên các con. Thằng bé đang đứng trước bàn thờ mẹ nó, khói hương nghi ngút vậy đó. Khi nó thấy cô này bước vô, nó thắp mấy nén nhang đó các con. Cô, xin cô thắp cho mẹ cô mấy nén nhang đi cô. Cô này thắp mấy nén nhang xong, thằng bé nói trong nước mắt, cô biết, cô biết tại sao đêm nào cũng rầm rầm không? Cô biết cô và nhiều người hàng xóm mất ngủ vì con phải không ạ? À? Nhưng cô ơi, nó chỉ vào di ảnh mẹ nó đó, vì mẹ con đó thưa cô. Nhà con trước đây cũng như những nhà khác ở khu này đó cô. Bố con chạy xe đường dài, bị tai nạn qua đời. Cách đây một năm, mẹ con bị tai biến, cả người mẹ con không còn cảm giác, chỉ có lỗ tai nghe nho nhỏ thôi cô ơi. Con trở thành một đứa bé vô gia cư. Con đi học buổi sáng đó, buổi chiều về, 1 giờ chiều cho tới 10 giờ đêm, con phải đi bán hủ tiếu gõ, lang thang đầu đường xó chợ. Cô biết không, chỉ được 2 tháng đầu tiên, khi con quay về nhà đó, mẹ con không chịu ngủ. Con phải nói thật to, mẹ ơi, con đã trở về rồi, mẹ ngủ yên đi nghe mẹ, thì mẹ con mới chịu ngủ. Nhưng cô ơi, chỉ được 2 tháng đầu tiên thôi, còn những tháng sau cô cứ tưởng tượng đi. 1 giờ chiều tới 10 giờ đêm, khi con quay về tới nhà, con đóng cửa cái rầm một cái để mẹ con biết con đã trở về bình an, và con nằm xuống sàn ngủ ngay lập tức. Nhưng từ đây về sau, cô và những người hàng xóm sẽ không bao giờ nghe những tiếng rầm rầm nữa đâu thưa cô. Vì mẹ con đâu còn nữa đâu. Con xin lỗi cô nghe cô. Một đứa trẻ, nó biết lòng mất lòng những người hàng xóm, vì mẹ nó có giấc ngủ ngon. Bao nhiêu đứa trẻ ở đây đã từng làm cho mẹ mình phải tổn thương. Bao nhiêu đứa trẻ ngồi đây, chỉ vì mẹ la mình một tiếng thôi, mình dám bỏ nhà ra đi. Bao nhiêu đứa trẻ ngồi đây có thể chống đối trở lại. Mẹ nói một, mình nói 10, làm cho mẹ càng càng đau đau khổ hơn nữa. Thằng bé ấy nhà nghèo lắm, vậy mà mẹ nó yêu thương nó ghê lắm. Mỗi năm tới năm học mới, bà vay tiền cho nó để nó có cái áo mới, có vụn vỡ mới. Nó thương mẹ, mỗi ngày đi học về, bà cầm cái cặp cho nó cầm cái cặp cho bà. Hai mẹ con cùng cầm đi vô nhà như vậy. Bà ôm hôn nó một buổi tối. Nhưng mà điều nó sợ nhất là mẹ nó tới trường của nó, năm học lớp 4, nó nghịch ngợm trong lớp á. Cô giáo mời mẹ nó vô, bà vừa bước vô trường tức là vô lớp luôn á các con, cả lớp nó cười rần rần lên. Ê, trời ơi mẹ nó ghê chứ kìa, bà phù thủy. Nó ngồi nó co người trở lại. Tại sao bà tới đây, bà làm cho tôi xấu hổ, tôi có phải là con của bà hay không? Đừng bao giờ trong não bộ suy nghĩ tôi có phải là con của mẹ hay không, bởi vì mình được là con là diễm phúc các con. Vậy mà thằng bé bắt đầu suy nghĩ chuyện đó. Trưa hôm ấy nó đi học về, như mọi lần mẹ nó định cầm cặp cho nó giật phắt cái cặp và chỉ vào mặt mẹ nó. Bà không phải là mẹ của tôi, bà không phải là mẹ của tôi. Người bà cứ run lên bần bật như vậy, bà òa lên khóc nức nở. Bà chạy xuống bếp, nó nghe tiếng mẹ nó khóc nức như đó, mà nó đang giận dữ, nó không quan tâm. Mọi lần nó xuống xin lỗi rồi, lần này nó không xin lỗi gì hết trơn á. Đến trưa đó, bà vẫn bê mâm cơm lên cho nó. Nó đẩy mâm cơm suýt rớt xuống đất luôn các con. Bà nhìn nó trừng trừng như vậy, nước mắt bà cứ chảy ra. Bà đặt mâm cơm trên bàn, bà lại xuống bếp. Và từ ngày ấy, bà không còn cơ hội ôm nó nữa. Mỗi đêm bà phải chờ nó ngủ thật say, bà quỳ bên giường của nó để hôn lên trán nó, cầu nguyện cho nó một ngày an lành các con. Năm học lớp 8, Singapore cho Việt Nam và Đông Nam Á mình học bổng gọi tên là Talent Asia, tức là dành cho những đứa trẻ ở vùng miền cao mà giỏi á. Thằng bé ấy may mắn được học bổng ấy, nó mừng rỡ lắm. Rồi cái làng ấy
rời cái nhà ấy, rời người mẹ tật nguyền ấy qua Singapore. Lên cấp 3, nó vẫn được học bổng các con, được lên đại học. Và khi nó đi làm, nó có tiền á, mỗi tháng nó gửi về cho mẹ nó một ít tiền, xem như là hiếu thảo của nó đối với mẹ của nó vậy. Còn bà ở nhà nhớ nó rêu rắc, bà mong được đến Singapore để thăm nó. Cho đến khi nó có vợ và có con á, vợ con nó nhiều lần hỏi: ông bà đâu? Đừng bao giờ hỏi nữa, chết hết rồi không còn ai trên cuộc đời. Và gần như con nó không bao giờ hỏi tới. Bà nhớ nó quá, bà mới quyết định rằng là dồn toàn bộ số tiền đó đó các con, nhờ hãng du lịch đưa bà tới Singapore để thăm nó. Khi bà tới Singapore đó, bà tới đúng địa chỉ nhà nó. Phía trước nhà nó có một bãi cỏ. Đứa cháu bà là con của nó đang chơi phía trước. Khi bà thấy thằng nhỏ, bà không kiềm chế cảm xúc vì bà biết đó chắc là cháu bà giống nó y đúc. Bà chạy lại ôm chầm thằng bé. Thằng bé la lên hoảng sợ: bố mẹ ơi, ghê quá, bà lão ăn xin vào nhà, cứu, cứu con với. Nó chạy từ trong nhà ra: đâu, bà lão ăn xin vào nhà làm cho con tôi sợ. Nhưng khi thấy mẹ của nó, người nó bắt đầu nổi da gà. Nó cứ bước lui từng bước, không tin vô đôi mắt của nó là mẹ nó đứng trước mặt nó. Vợ nó chạy đằng sau tới: đâu, bà lão ăn xin vào nhà làm cho con tôi sợ. Nó lấy tất cả bình sinh chỉ về phía bà lão: ê, bà lão ăn xin kia, tại sao bà tới đây làm cho con tôi sợ, làm cho tôi khổ? Bà cút đi, cút đi, cút đi. Bà không cút đi, mà bà bước từng bước tới trước mặt của nó. Bà không khóc, mà tự dưng nước mắt bà cứ chảy ra: thưa cậu, tôi xin lỗi cậu, tôi xin lỗi cậu vì tôi đi lộn nhà làm cho con cậu sợ, làm cho cậu đau khổ phải không cậu? Nhưng tôi muốn nói với cậu rằng tôi không phải là người ăn xin, tôi không phải là người ăn xin. Rồi bà òa lên khóc nức nở, bà quay về. 2 năm sau, nó nhận được thư mời họp lớp. Nó hạnh phúc lắm các con. Hạnh phúc không phải vì về thăm mẹ của nó, mà về xem những đứa bạn nghịch ngợm của nó, chọc ghẹo nó ngày xưa đó, có bằng như nó bây giờ hay không. Nó uống rượu ngà ngà say, rồi trời xui đất khiến sao nó siêu vẹo, nó về ngay đúng đầu làng của nó. Bà bán hàng nước thấy nó về, bà ồ lên một cái: à, cậu đã về rồi à. Nó gần như tỉnh rượu, bao nhiêu năm xa cách mà bà còn nhận ra tôi à. Sao mà không nhận ra cậu? Ngày còn nhỏ đó, cậu ngỗ nghịch lắm, cậu mất dạy lắm, cậu làm cho mẹ cậu đau khổ lắm, cậu biết không? Nhưng cậu ơi, cậu về trễ rồi. Bà nói trễ là sao? Linh cảm chuyện chẳng lành. Bà rút lá thư từ dưới bàn lên: mẹ cậu đó, người đàn bà tội nghiệp ấy, cách đây 1 tháng bà bị bệnh nặng, bà rơi vào hôn mê thật sâu. Vậy mà đêm nào bà cũng gọi tên cậu. Cách đây 1 tuần bà tỉnh dậy được 1 giờ đồng hồ. Bà nhờ người hàng xóm viết cho cậu lá thư. Đây, đọc hết lá thư cậu sẽ hiểu được mẹ cậu như thế nào. Cậu đọc đi. Xé vội lá thư ra các con, nước mắt của nó ướt đẫm ngay lập tức. Con trai yêu của mẹ, cho đến khi mà con cầm lá thư này trên tay, có lẽ mẹ không còn trên cuộc đời này nữa. Con biết có nhiều chuyện mẹ muốn nói với con trước khi mẹ đi xa lắm. Nhưng mà chuyện mà mẹ đau khổ, đó là năm con học lớp 4, con đi học về, con chỉ vào mặt mẹ nói: bà không phải là mẹ của tôi. Con có nhớ lúc ấy mẹ khóc, mẹ chạy xuống bếp không? Mẹ muốn chết, nhưng rồi mẹ sợ hãi. Mẹ sợ nếu mẹ chết rồi đó, ai sẽ lo cho con ngày 3 bữa? Ai sẽ đưa cho con đi bệnh viện khi con bị đau ốm? Mẹ sợ con bị những đứa trẻ khác ăn hiếp. Cho nên mẹ phải sống, mẹ phải sống trong đau khổ. Hôm ở Singapore con nói bà là người ăn xin,
mẹ biết mẹ mất con mãi mãi trên cuộc đời này. Có một câu chuyện mẹ muốn kể cho con nghe. Đó là năm con 2 tuổi, con chơi với đứa trẻ hàng xóm á, nó xô con té vào cái cọc tre đâm vào con mắt của con. Trời ơi, mẹ rụng rời chân tay, bồng con đến bệnh viện. Máu của con và nước mắt của mẹ ướt đẫm cả đường đi. Ông bác sĩ nói bà chạy xuống nhà xác á, xin một con mắt để thay thế con mắt của con bà. Mẹ xin tất cả mọi người nhưng không ai cho. Lúc ấy ông bác sĩ nói trễ quá rồi bà ơi. Mẹ quỳ xuống và nói ông bác sĩ: ông bác sĩ ơi, không cần tìm con mắt ở đâu cả, còn bao nhiêu phút nữa, xin ông hãy múc con mắt của tôi đi. Múc con mắt của tôi đi. Và cuộc giải phẫu gấp gáp ấy làm cho khuôn mặt của mẹ bị biến dạng. Mẹ trở thành người xấu xí và có tật làm cho con đau khổ, phải không con? Nhưng mẹ tự hào lắm. Tự hào vì con nhìn đời qua con mắt của mẹ. Con trai yêu của mẹ, nếu có kiếp sau, con hãy đừng là con của mẹ nữa. Nhưng nếu trời cho mẹ chọn, nếu có kiếp sau, mẹ vẫn xin mẹ là mẹ của con. Vì mẹ yêu con nhất trên cuộc đời này. Giờ đây dù không còn trên cuộc đời, nhưng oan hồn của mẹ vẫn mãi mãi theo con. Mẹ phù hộ cho con. Giao thừa này, mọi người không còn ba mẹ, thầy tin nếu có niềm tin tìm được họ, nhất định mọi người sẽ tìm được họ. Nếu ai mà vẫn còn giận hờn ba mẹ, có niềm tin tôi sẽ thành công giúp đỡ cho ba mẹ tôi. Thầy tin giao thừa này cũng là cơ hội để mọi người xây dựng niềm tin ấy. Nếu ai đã từng đánh mất niềm tin và bài giảng của thầy hôm nay không đủ, ngày nào đó thầy quay lại đây, thầy hy vọng sẽ tiếp tục tư vấn cho mọi người để xây dựng niềm tin cho mọi người. Thầy tạm biệt mọi người nha. Và giờ đây là các cô chú đã chuẩn bị những phần quà dành cho mọi người.